Người mới xây dựng kế hoạch tập luyện như thế nào để không bỏ cuộc? Những ngày đầu là những ngày nhiều trở ngại và dễ bỏ cuộc nhất, hãy đảm bảo anh em theo đuổi mục tiêu với kế hoạch tập luyện cho anh em mới. Giống như lịch trình thông thường hàng ngày như công việc, gia đình, hẹn hò, giải trí, với thể dục, thể thao anh cũng nên đề ra một kế hoạch tập luyện càng chi tiết càng tốt. Để duy trì động lực hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất, anh em nên viết ra ngày, giờ và thời gian tập luyện của mình với một cam kết nhất định. Chọn 2 hoặc 3 ngày trong tuần, với ít nhất 1 giờ rảnh rỗi để có ít nhất 30 phút tập luyện, chọn lấp đầy thời gian đó bằng cách tập luyện tại phòng gym, ngoài công viên hoặc thậm chí tại nhà dưới sự hướng dẫn của các PT qua TV, điện thoại hoặc qua một trang web chuyên về các bộ môn thể thao cho nam giới. Nếu anh em chọn đến phòng gym, hãy sắp xếp một lịch tập dựa trên kế hoạch tập luyện và mục tiêu cần đạt, còn nếu muốn tập ngoài trời, hãy chọn bộ môn calisthenics hoặc chạy bộ đạp, đi xe đạp. Khi thời gian không cho phép, hoặc anh em không tìm thấy phòng tập gần nhà, hãy tập thể dục tại nhà bằng cách đầu tư một số thiết bị tập thể dục, máy chạy bộ, xe đạp tập, ghế tập. Một số dụng cụ tập với chi phí thấp như dây nhảy, tạ tay, tạ ấm, tạ đòn, dây kháng lực. Nếu có thể, hãy đặt 2 hoặc 3 bài tập mỗi tuần và dành cho mình một ngày nghỉ ngơi giữa mỗi bài. Để có một kế hoạch tập luyện chi tiết và đầy đủ, tôi khuyên anh em nên xen kẽ các bài luyện tập sức mạnh thân trên, thân dưới cùng các bài tập tạ tay, xà đơn hoặc bodyweight bump và tầm pilates và bài tập tim mạch, cardio, thể dục nhịp điệu, bước, đạp xe, chạy bộ, khiêu vũ Latin. Nếu anh em không thích các lớp học nhóm, cứ tập các bài tập tăng cường sức mạnh hoặc tập cùng máy tập tại phòng gym hoặc tại nhà. Và đây là 3 quy tắc vàng để duy trì kế hoạch tập luyện cho anh em mới bước chân vào con đường gym. Quy tắc số 1, bắt đầu buổi đầu tiên của bạn vào thứ hai. Tốt nhất anh em nên bắt đầu tập thể dục vào đầu tuần, động lực cao hơn và nhìn chung anh em sẽ không cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống. Càng bắt đầu muộn, chúng ta càng có lý do không hoàn thành tất cả các bài tập, vì vậy, hãy cân nhắc việc luyện tập như những cuộc họp mà không thể hủy bỏ. Quy tắc số 2, chọn thời điểm hoàn hảo. Hãy thử tìm một khung giờ trong ngày anh em chắc chắn mình rảnh, điều đó sẽ đảm bảo anh em có một buổi tập 30 đến 60 phút sáng, trưa, chiều, tối. Lưu ý rằng, buổi sáng và buổi trưa tốt hơn cho việc giữ gìn vóc dáng, vì vậy hãy nghĩ đến điều này khi sắp xếp lịch trình tập luyện. Quy tắc số 3, loại bỏ càng nhiều ràng buộc càng tốt. Quên tất cả những lý do có thể khiến anh em bỏ lỡ buổi tập, ngủ không đủ vào đêm hôm trước, ăn hoặc uống kém, mới bị người yêu đá, giày giặt chưa khô, chưa mua đủ đồ tập, sang một bên để đến phòng tập thôi mấy ông. Vì vậy, nếu chúng ta có quy tắc tập luyện, nó sẽ hình thành nên kế hoạch tập luyện trước như ngày, giờ, bài tập và thời lượng tập, quen dần thì cứ bám theo nó mà triển thôi.